mình cắt nhân ép bao gồm là cái dao lọc giấy nè, cây viết chì hoặc là cây viết mực đỏ này để vẽ ha. Rồi cây thước, mình sẽ sử dụng cái thước thép này nha, thép mỏng này nè, thì nó sẽ có khắc cái số cái này rất là rõ ràng ở từng mm luôn. Mình phải xài cái thước này cắt cho nó chính xác, cho nó vuông góc tuyệt đối nha. Và mình có hoặc là một cái miếng cây này kê để mình cắt cây không, càng dày càng tốt, như vậy nó hơi bị mỏng nè. Nếu mình được dày cỡ 2 phân hay là 3-4 phân nó càng tốt. Ở đây tôi không có thì tôi phải lấy thêm cái thước nhôm mà tôi kê lên. Thì tại sao mình phải kê cao như vậy ha? Để cái này không cũng được, mà nếu mà mình có miếng cây dày thì mình khỏi cần phải cái thước nhôm này đâu. Tại tôi không có nên tôi phải để ha. Thì cái mình kê như vậy là để đắt được. Đây tôi ví dụ miếng nhân ép. Ví dụ mình cắt một cái đường dấu rồi, ví dụ như mình đo mình cắt rồi. Ví dụ bây giờ tôi đo tôi cắt được tới đây. Đó, sau khi mình cắt có cái dấu rồi ha. Mà nếu mà mình để nằm phía dưới này nè, nếu mình để nằm phía dưới này mình cắt á, thì cái được cái con dao mình nó sẽ bị rít, do hai cái mí nhân ép này nó bị hiếp lại cái đường cắt này nè. Nó bị hiếp lại thành ra cái con dao nó đi nó rất là khó khăn, nó bị kẹt ha, thành ra nó sẽ vướng vướng. Còn khi mà mình kê lên đây mà mình phải cắt cho nó có dấu rồi nha, cái dấu cắt rồi, xong rồi mình kê lên đây mình sẽ đè một bên. Thì bên đây á, mấy cái tấm lớn á, ở đây thường là tôi sẽ lấy chân tôi đè một bên đó, rồi còn một bên á là mình sẽ đè cái tay như vậy. Sau mà tôi sẽ cắt, thì khi mà mình đè hai bên ra như thế này á, thì cái đường cắt này nè nó sẽ mở ra, tức là nó sẽ hở cái đường, hai cái miếng nhân ép này nó sẽ nghiêng thành ra cái đường này, nó sẽ hở ra, thì cái con dao mình cắt nó đi rất là nhẹ ha. Đó, thì cái này là cái thế cắt nhân ép cho nó khỏe thôi. Thứ nhất là nó nhẹ, thứ hai là nó rất, khi mà mình cắt nó đứt tới đâu là tự động cái nó mở cái đường cắt ra luôn, là mình nó nhanh đứt hơn ha. Còn ở đây tôi không có lạnh đâu, tôi thấy thường thường là có người cắt xong á, có khi cắt xong á thì cắt xong không nữa cái mình hay lạnh như này, bẻ vậy. Nhưng mà khi mà bẻ như vậy là cái bìa nhân ép bị nhăm, mà nhăm á thì khi mà mình canh cái giải á, mình bấm nó không có ngay. Bởi vì tôi phải cắt cho cái này, cắt mình để nè, cắt nó nhanh đứt lắm, nó nhẹ hiệu à. Cắt cho nó đứt luôn, cho nó ngọt cái đường cắt này, để cho nó thẳng băng cái đường cắt này. Khi mình căng giải nó sẽ ngay cái bìa giải, ngay cái bìa giải tức là cái bo nó sẽ ngay. Đó, thì cái thế này là để như vậy ha. Tại sao mình phải cây cao như vậy? Khi mà mình đo giải mình sẽ có cái danh sách mình ghi như thế này nè, thì mình tận dụng cái giấy dụng đó, thì cái tên tấm canh nè đó, rồi cái kích thước nè, rồi cái khung gì đây là mình ghi đây đó. Thì chờ mình có khi rồi cái ngày giao là đây luôn, rồi cái này là cái loại bo, là bo 3 phân hay là bo 4 phân, và bo trắng hay là bo vàng đó, thì bo đỏ và xanh đó thì mình ghi đây. Còn cái này là kích thước, thì từ cái kích thước này mình sẽ làm. Thì cái cách đóng khung của Tú là sẽ làm theo công thức, thành ra Tú không phải kiểm tra gì hết. Tú chỉ cần theo kích thước là mình sẽ cắt nhân ép mình để đó, rồi mình cắt khung, mình ép góc, mình cắt khiến cũng khỏi kiểm tra luôn. Thường là có những chỗ thì cắt khiến mình phải bỏ cái khung đúng không, bỏ cái khung mình có dựa không, mà không Tú sẽ có cái cây thước cắt khiến hình chữ T á, thành ra là tôi cắt một cái là chính xác nửa mm, cũng chính xác nửa mm luôn. Thành ra tất cả đều theo công thức và tự nhiên nó sẽ khớp với nhau hết luôn, nếu mình có cái cách đóng, nếu mình có cái cách làm. Thậm chí tôi chưa bấm giải luôn mà tôi cưa cái bo trước thì một chút ráp vô nó vẫn khớp như thường, tại vì tất cả mình sẽ làm theo công thức và cái quy trình có thứ tự ha. Rồi thì mình sẽ coi trên danh sách này cái nào lớn cắt trước. Tại tấm nhân ép mình cắt tấm lớn trước thì cái phần nhỏ nhỏ còn lại mình sẽ sử dụng cho tấm nhỏ, nó sẽ đỡ hao hơn, và mình phải tính trước ha. Rồi khi mình những cái tấm nhỏ này thì dễ rồi ha, những cái tấm nhỏ này thì mình cứ đo mấy cái tấm lớn cỡ thì mình cứ đo đúng cái thước là mình cắt thôi.
lớn dày trong cái tấm lớn, mà mình muốn cắt tấm nhỏ trong tấm lớn. Ví dụ cái đầu này thì tôi muốn cắt một cái tấm là 20-30, thì cái bề này năm mấy, bề này nó nhiêu mình không biết, nhưng mà 20-30 là nó chỉ có phỉnh vậy thôi. Thì mình làm sao để mình có được cái giao điểm chỗ này mà cho nó vuông góc tuyệt đối nè. Đầu tiên là mình sẽ để nha, ví dụ như bề này vô 20, bề này xuống 30, mình sẽ để vô đây, mình để cái thước mà nó tương đối, nó vuông góc, mình để tạm tương đối vuông góc với cái này, mà cái đầu thước nó phải bằng tuyệt đối nha. Cảm giác cái tay mình nè, đó là mình chạm cái bìa nhé, nó sẽ bằng tuyệt đối luôn nè. Mình gặp mình sẽ nhắm chừng nó phải vuông góc tương đối thôi, còn mình sẽ đánh 20, đánh tạm thời ở đây thôi. Rồi mình sẽ đo bên đây qua, mình sẽ đo dưới này chứ, mình phải đo cái bìa này nè qua 20 luôn. Cái này thì đo chính xác rồi tại vì nó sát bìa. Rồi mình sẽ từ cái điểm này mình đo lên cái điểm này coi 30 là ngay chỗ nào. Đó, 30 là ngay đây. Ngay đây nè, hồi nãy tôi gạch ngay đây thì nó sẽ bị lợp xíu, thì mình sẽ kéo qua. Thì mình sẽ xác định điểm này là 30, đúng không? 30. Xong rồi mình phải kiểm tra lại, mình phải đo cái bìa bên đây từ đây lên 30 luôn. Hai cái điểm ở cạnh bìa là chắc chắn mình phải đo cho chính xác 30. Rồi từ 30 này mình sẽ vô cái điểm 30 chỗ này coi có đúng 20 hay không. Đó là mình có thấy đúng nè, đúng 20 nè ha. Mình chỉ cần gạch cái giao điểm chỗ này thôi, gạch cho rõ để phân biệt mấy cái dấu chỗ khác mà mình đánh tạm thời á, mình cũng gạch cho rõ chỗ này á. Rồi mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa về từ cái chỗ này lên, từ cái vị trí dưới này lên đây coi đủ 30 không. Đó, đúng 30. Tức là mình phải kiểm tra lại thì bảo đảm là từ đây lên đây 30, từ đây bên đây vô chính xác 20. Thì là cái giao điểm này, từ giao điểm này mình cắt ra đây, từ giao điểm này mình cắt ra đây là nó sẽ vuông góc tuyệt đối. Khi mình cắt cái này mà vuông góc á, thì cái phần còn lại nó sẽ vuông góc. Thì mình cắt những cái tấm sau nó không có bị lỗi. Nếu mình cắt cái này nó bị lệch vậy, nó bị lệch nó thành góc nhỏ góc tù đó, thì cái tấm cái phần còn lại nó mốt mình rất là khó sử dụng cho những cái tấm sau, tại vì nó sẽ bị lệch luôn. Thì tương tự cái cách này mình sẽ sử dụng cho cái tấm lớn nha. Rồi ở đây Tuấn sẽ hướng dẫn thêm những cái 1 mét, những thước này nó có 1 mét nữa nè. Nếu như mà mình Tuấn không có thể hút kéo mấy mét lận, thì nhưng mà cái hút kéo nó không chính xác, thành ra Tuấn sẽ sử dụng thước này để Tuấn cắt những cái tấm lớn trên 1 mét. Thì thước này nó có 1 mét thôi, mình sẽ làm sao tôi ví dụ nha. Ví dụ như ở đây là ví dụ 1m30 đi, ví dụ từ đây cho tới đây là 1 mét, tôi ví dụ nha, mình đánh dấu tạm rồi. Thì mình cũng đo cái cách này tương tự vậy để mình lấy cái giao điểm ngay chỗ này là 1m30-60 đi, thì mình sẽ đo từ đây 60, từ đây lên đây 60, từ đây lên đây là 1 mét, từ đây lên đây là 60, từ đây qua đây là từ đây lên đây 60. Thì mình sẽ gạch tạm thời ở đây, rồi mình lấy cái điểm 60 bên đây, mình đo vô đây là có đúng 1 mét không. Đúng 1 mét rồi thì mình kiểm, mình đánh dấu, lấy cái dấu chuẩn ở đây, xong rồi mình kiểm tra lại đây. Nếu mình lấy được cái dấu chuẩn chỗ này rồi á, là từ đây ra đây 60, từ đây ra đây 1 mét. Khi mà xong cái điểm giữa này rồi, mình mới tính tiếp cái phần lẻ bên kia. Từ điểm này mình sẽ đo ra tiếp 30, ví dụ 30 tới đây. Rồi ở dưới này từ cái điểm 1 mét ở đây ra để nhìn 30. Rồi mình sẽ kiểm tra lại từ đây, từ điểm 30 này, dưới điểm lên điểm 30 này có nó tới đâu là 60. Ví dụ 60 ngày đây đó. Thì mình sẽ lấy cái giao điểm ở đây, từ đây lên đây 60 rồi đúng không? Là cái giao điểm rồi, mình sẽ kiểm tra lại chính xác từ cái giao điểm ở giữa này ra đây có đúng, từ giao điểm này ra tới giao điểm này có đúng là 30 hay không. Đó, tức là mình phải bảo đảm được từ đây ra đây, từ đây ra đây là 30, từ đây ra đây là 60 là nó mới đúng ha. Đó, thì mình có rồi, mình kiểm tra xong hết rồi thì mình sẽ lấy cái giao điểm chuẩn thế này. Thì khi các bạn cắt thì tự động nha, các bạn chỉ cắt nối từ đây tới đây, cắt từ điểm này tới điểm này, rồi từ điểm này tới điểm này tự động nó sẽ thẳng phân phát một đường ha. Và tôi bảo đảm luôn, nếu mà mình làm kiểm tra kỹ đàng hoàng thì cái giao điểm chỗ này nó sẽ vuông
thì cái phần còn lại cũng dung nhất chính xác. Thì cái cắt dán ép mà dung góc thì đương nhiên tất cả những cái bo hay là tất cả những cái khi mà mình căng giải nó sẽ thẳng, mà mình ráp cái bo nó sẽ thẳng, sẽ dung góc. Thành ra nếu mà cái dán ép mình nó bị lệch nha, thì lúc mà mình ráp bo rất là khó ha, rất là khó ngay ha. Thành ra là nếu như mà các bạn thấy mà có thuận lợi thuận tiện thì mình phải áp dụng theo cái cách cắt này cho nó dung góc để mình làm cho nó dễ. Còn tùy nếu mà các bạn có cách nào đó làm nó thuận tiện hơn thì các bạn cứ làm ha. Còn các bạn mà mình chưa biết gì thì mới ra nghề mình chưa biết gì, mình có thể học theo cái cách này của Tú là mình sẽ làm chính xác thôi. Rồi bây giờ Tú sẽ bắt đầu cắt một loạt cái dán ép ha. Rồi xem nha. Don't you bring down the walls again? Just to set me free.
đây tôi có cái bộ tranh này là tranh tứ quý nè. Đó. Thì đây tôi cắt trước 3 tấm. Thì còn một tấm nữa. Mà cái vấn đề tôi muốn nói ở đây là mình sẽ cắt là bằng tuyệt đối nha. Nè, nó từ gốc bên đây nha. Nó sẽ bằng nhau tuyệt đối luôn nha. Đó. Ở cạnh kia cũng vậy ha. Nó vừa phải bằng mà nó vừa phải vuông góc giống nhau luôn. Không có lệch lạc ở đâu hết. Ở khi mà mình đo chính xác thì nó sẽ ra là nó sẽ ra ngang ngắn như thế này thôi. Thì cái quan trọng khi mình dán ép ngay á là mình sẽ là khi mà mình làm cái bo mình để vô nó sẽ vuông góc, tại vì cái bo của mình á. Đây là cái lý do mà tại sao tôi nói lúc nào mình cũng phải vuông góc. Tại khi cái bo mình cắt 45 độ nè, mình ép góc nè, thì nó sẽ rất là vuông góc chỗ này. Thì cái bo mình ở đây rất là vuông nếu mà mình cắt dán ép lệch ha. Nè, khi mình làm theo công thức ha, đó là khi mình ráp vô cái dán ép nó sẽ bằng như cái mí của cái bo luôn đó. Nó sẽ tứ phía. Thì cái tấm vải mình và mình bấm ngay nữa. Khi mình bấm tấm vải ngay nữa thì là nó sẽ ngay hết luôn. À, ổn cạnh luôn nè. Đó, mình có thể thấy cái bo và cái tấm vải không hề bị lệch với nhau. Thì khi mình bấm cái vải phía giữa này. Đó, mình bấm cái vải mà mình căng cái bo, mình tính cái bo vải phía ngoài chỗ bấm kim á mà nó bằng 4 phân luôn. Đó, thì mình dắt vòng luôn ha, là đều 4 phân hết. Thì khi mình bấm vải rồi ha, thì cái bo này mình để vô nó sẽ khớp y luôn. Còn nếu mình cắt dán ép sai á, mình cắt dán ép mà bị lệch á, thì nó sẽ niễm qua bên vậy. Tôi ví dụ nó niễm qua bên vậy, thì cái bo giải á, mình có tính ngay đi nữa thì cái bo giải nó cũng sẽ như thế này, 4 phân tới đây thôi. Tại vì mình bấm giải là bấm theo cái tấm dán ép này, thì khi mình bấm giải cái bo 4 thì nó sẽ tới đây. Thì khi cái bo này khi mình để tấm dán ép vô cái khung ráp thì nó sẽ bị phạm này ha. Sẽ bị phạm như cái hình ảnh của mình nè, nó không có ngay một chút xíu nó cũng bị phạm nữa. Thì cái công đoạn mà công đoạn nữa là tính giải ha, tính giải và đo giải thì hình như là tôi có một cái video rồi đó, thì các bạn nào chưa xem thì mình xem lại ha. Cái cách đo vải ha, lấy kích thước ha, rồi cái cách mà mình cắt cái viền vải như thế nào nha, để cho nó đúng 4 phân. Tranh thường thì rất là dễ, còn chỉ có mình khó cái là tranh 3D thôi ha. Rồi thì công đoạn cắt dán ép là xong. Thì đó là cái công đoạn cắt dán ép của mình ha. Thì các bạn xem xong thì nếu như mà mình cảm thấy thích hợp với mình á, cảm thấy cái cách của Tú làm mà nó thuận tiện và nó chính xác hơn á, thì mình có thể làm theo cách của Tú. Còn nếu mà ai mà có kinh nghiệm làm rồi thì mình cái cách làm của mình mà nhanh rồi đó thì mình không cần phải thay đổi nhiều nha. Thì Tú chỉ giới thiệu dành cho những bạn nào mình mới ra nghề, mình chưa biết cách làm như thế nào á, thì chưa biết thiết kế làm như thế nào á. Thì nếu mà bạn nào mình còn thắc mắc về bất cứ cái vấn đề gì á, thì mình có thể comment ở bên dưới video này nha. Thì Tú sẽ xem và Tú sẽ giải đáp cho mọi người ha. Rồi Tú cảm ơn các bạn xem cái video này của